Chiến thắng thuyết phục của Manchester United đêm qua là tin tức hot nhất làng túc cầu. Bên cạnh đó, chuyện hot boy tuyển Ý Ricardo Calafiori cập bến Arsenal hay Atletico Madrid sẵn sàng đẩy João Félix sang Manchester City cũng sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Không để mất thêm giây phút nào nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Manchester United thắng dễ trong ngày tỏa sáng của các tài năng trẻ. Manchester United vừa bước vào trận giao hữu thứ hai trong phiên chờ hè với tâm điểm là sự xuất hiện của tân binh Lenny Yoro cùng với màn tái xuất từ Jadon Sancho. Thế nhưng người chơi hay nhất bên phía quỷ đỏ phải là Amad Diallo với bàn thắng mở tỷ số cùng vô số pha xử lý đáng xem. Thậm chí, huấn luyện viên Erik ten Hag còn khẳng định mùa giải sắp tới là năm để cậu học trò tỏa sáng. Quay lại với diễn biến trận đấu thì Man United còn có thêm một pha lập công nữa do công của Joe Hugo để hoàn thành chiến thắng 2-0 tương đối dễ dàng. Rõ ràng đây mới là bóng dáng quỷ đỏ mà người hâm mộ muốn thấy sau khi ông lớn Premier League xuất hiện liên tục trong các tin đồn chuyển nhượng. Ricardo Calafiori chuyển đến Arsenal. Sau vài ngày yên ắng thì Arsenal đã khiến cho các fan cực kỳ phấn khích khi chiêu mộ thành công Ricardo Calafiori từ Bologna. Theo đó, bộ phận chuyển nhượng của pháo thủ đã tìm được sự thống nhất với phía đối tác Serie A quanh mức phí 40 triệu euro cố định cộng với 5 triệu euro biến phí. Đây chẳng hề là con số đắt với tài năng của hậu vệ người Italia và bản thân cầu thủ 22 tuổi cũng thể hiện sự cam kết với đại diện thành London cùng bản hợp đồng 5 năm. Hiện tại, các fan của Arsenal chỉ còn đếm ngược tới ngày Ricardo Calafiori xuất hiện tại sân Emirates và hợp cùng với các đồng đội mới tạo nên một trong những hàng thủ đáng xem nhất Premier League. Real Madrid ra giá bán Andrei Lunin. Đã mất kiên nhẫn trong việc đợi Andrei Lunin gia hạn hợp đồng, nên Real Madrid vừa công khai giá bán ngôi sao người Ukraine. Cụ thể 30 triệu euro là mức phí mà kèn trắng yêu cầu, và đây chẳng hề là con số thấp dành cho một thủ môn. Do vậy, các tập thể muốn có ngôi sao Đông Âu sẽ cần cân nhắc thật kỹ trước khi gửi đến đội chủ sân Bernabeu những lời đề nghị đầu tiên. Về cơ bản, Los Blancos vẫn giữ được sự bình tĩnh trong thương vụ khi Thibaut Courtois thể hiện phong độ khá tốt trên sân tập, còn Kepa sẵn sàng tái ngộ nhà đương kim vô địch Champions League bất kỳ lúc nào. Atletico Madrid sẵn sàng đẩy João Félix sang Manchester City. Sở hữu tài năng không thể bàn cãi, nhưng những khác biệt trong suy nghĩ với huấn luyện viên Diego Simeone khiến João Félix trải qua khoảng thời gian tương đối sóng gió. Thậm chí ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện chưa rõ tương lai mình sẽ đi về đâu khi đứng trước nguy cơ bị biến thành một phần trong thương vụ hỏi mua Julian Alvarez của ông lớn xứ đấu bỏ. Tất nhiên, đây mới là ý tưởng riêng của Atletico Madrid, còn chưa chắc huấn luyện viên Pep Guardiola đã muốn có sự phục vụ của Felix. Everton không bán Gerard Braithwaite cho Manchester United. Ngoài những thương vụ thành công thì phiên chợ hè còn là lúc rất nhiều đội bóng xảy ra mâu thuẫn và bế tắc trên bàn đàm phán. Thương vụ Gerard Braithwaite giữa Manchester United và Everton là ví dụ mới nhất cho luận điểm trên khi đại diện thành phố cảng không còn muốn nhận bất kỳ lời đề nghị nào từ phía quỷ đỏ. Nguyên nhân là bởi The Toffees hiện không còn chịu sức ép phải bán Gerard Braithwaite để đảm bảo các quy tắc tài chính của Premier League. Bên cạnh đó, Everton cũng cảm thấy khó chịu với việc Manchester United đưa ra những lời đề nghị không tương xứng với tài năng của hậu vệ xứ sương mù, nhưng lại rất mạnh tay trong việc chiêu mộ Lenny Yoro. Việc này khiến đại diện thành phố cảng nóng mắt và quyết định tuyệt giao với Manchester United trên bàn đàm phán. Adrien Rabiot ưu tiên Manchester United hơn Liverpool. Adrien Rabiot là một mục tiêu được Manchester United theo đuổi trong nhiều kỳ chuyển nhượng, nhưng vẫn chưa thể đưa về nhà hát của những giấc mơ. Do vậy, việc ngôi sao người Pháp hiện là cầu thủ tự do và muốn chuyển đến Anh thi đấu đem đến sự hứng thú cho đội chủ sân Old Trafford. Hiện tại, Quỷ Đỏ cùng với Liverpool là những bên nghiêm túc nhất với tiền vệ 29 tuổi, nhưng cựu sao Paris Saint-Germain đang dành sự ưu tiên cho Manchester United. Do vậy, huấn luyện viên Erik ten Hag hoàn toàn có thể coi Rabiot là một lựa chọn cần tập trung trong thời gian tới. Arsenal tính gây sốc ở thương vụ Nico Williams. Chưa hết phấn khích với việc Arsenal chiêu mộ thành công Ricardo Calafiori, thì các fan của pháo thủ lại có thêm lý do để chờ đợi khi đại diện thành London định nâng tay trên Nico Williams của Barcelona. Hiện đại diện xứ đấu bò là bên nghiêm túc nhất ở thương vụ trên, nhưng một vài khó khăn về tài chính khiến đội chủ sân Camp Nou chưa thể kết thúc quá trình đàm phán. Do vậy, Arsenal hoàn toàn có thể tạo nên một vụ chuyển nhượng gây sốc, dù bản thân Nico Williams vẫn có sự ưu tiên nhất định cho Barcelona. RB Leipzig có thể để Dani Olmo đến Barcelona.
đã cống hiến cho RB Leipzig trong một thời gian dài và Dani Olmo nhận sự tôn trọng lớn của đại diện nước Đức. Thậm chí câu lạc bộ Bundesliga còn sẵn sàng tạo điều kiện để tuyển thủ La Roja chuyển đến Barcelona để nâng tầm sự nghiệp. Do vậy, chưa chắc đội chủ sân Camp Nou đã phải trả toàn bộ số tiền giải phóng hợp đồng của Olmo mà có thể khiến RB Leipzig chấp thuận bán đi trụ cột với một con số mềm hơn đồn đoán. Erik ten Hag muốn Manchester United xây dựng văn hóa chiến thắng. Hai chiếc cúp sau hai mùa giải gắn bó với Manchester United là chiến tích khiến huấn luyện viên Erik ten Hag vô cùng tự hào với các học trò. Thế nhưng, theo góc nhìn của chiến lược gia 54 tuổi, Quỷ Đỏ vẫn chưa xây dựng được văn hóa chiến thắng và cần nâng cao tiêu chuẩn của mình cao hơn nữa. Tất nhiên, các fan của ông lớn nước Anh cũng đồng tình với quan điểm trên khi họ muốn chiến lược gia người Hà Lan cùng với các học trò trở thành ứng viên cạnh tranh cho ngôi vô địch ở Premier League trong mùa giải mới. Mason Mount quyết tâm bám trụ lại Manchester United. Cập bến Manchester United cùng mức phí khổng lồ và cũng nhận luôn áo số 7 huyền thoại, nhưng những màn trình diễn của Mason Mount có thể gói gọn trong hai từ thất vọng. Thậm chí nhiều cổ động viên còn không ngần ngại điền tên ngôi sao xứ sương mù vào top những bom xịt đình đám nhất tại nhà hát của những giấc mơ. Thế nhưng cựu cầu thủ của Chelsea không hề để nhận định trên ảnh hưởng đến mình, mà rất quyết tâm lấy lại niềm tin nơi huấn luyện viên Erik ten Hag trong mùa giải mới. Do vậy, sẽ không có vụ chuyển nhượng gây sốc nào tại nhà hát của những giấc mơ và Mason Mount sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn so với mùa giải đầu tiên đến với Manchester United. Barcelona muốn đẩy Vitor Roque sang Tây Á. Từng tốn rất nhiều công sức cũng như tiền bạc để chiêu mộ, nhưng Barcelona không còn quá mặn mà trong việc sử dụng Vitor Roque. Do vậy, Barca vô cùng cởi mở với những lời hỏi mua tài năng Nam Mỹ với đối tác tiềm năng nhất là câu lạc bộ Al Hilal. Dẫu cho việc chuyển đến Tây Á khi 19 tuổi chẳng phải là một kịch bản tích cực cho Roque, nhưng cầu thủ người Brazil hoàn toàn có thể phải chấp nhận viễn cảnh trên nếu Barcelona gật đầu với đối tác trên bàn đàm phán. Rõ ràng không phải tài năng người Brazil nào cũng có thể phát triển đúng như kỳ vọng khi chuyển đến châu Âu thi đấu. Ancelotti không muốn Real Madrid mắc sai lầm ở Champions League. Real Madrid đang chuẩn bị cho mùa giải mới trong bối cảnh gặp khá nhiều biến động về mặt lực lượng. Do đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cùng với các cộng sự đã chuẩn bị rất kỹ cho từng đấu trường với việc bảo vệ chiếc vô địch Champions League là ưu tiên hàng đầu. Theo các thông tin từ đại bản doanh của kênh Kênh Trắng, những sai sót sẽ không được phép xuất hiện ở các vòng loại trực tiếp ở đấu trường châu Âu khi Los Blancos quyết tâm giành chiếc cúp tai voi thứ 16 trong lịch sử. Ở chiều hướng bớt căng thẳng hơn đôi chút thì ban huấn luyện đội chủ sân Bernabeu có thể chấp nhận một vài sai số ở La Liga do họ tin rằng Real Madrid đủ kinh nghiệm để bảo vệ thành công chiếc vô địch. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Thị trường chuyển nhượng đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất và mọi bom tấn sẽ được cập nhật trên các clip của chúng tôi. Bên cạnh đó là những tin tức nóng hổi khác về các câu lạc bộ tên tuổi. Nên đừng quên trở lại đây vào ngày mai để cảm nhận từng nhịp đập của làng túc cầu. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.